Bữa nay xuống đôi còn các bạn. Chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Bùi Kinh TV. Đây là ớt trồng được 4 ngày nha các bạn. Phun được mấy cử rồi? Phun cử này là cử thứ hai bạn. Bữa nay xuống quay cho các bạn, chia sẻ cho cả nhà cùng tham khảo cái cử phun này thứ hai các bạn. Ớt của Hợi Thanh Nam. Ăn hết vụ rồi nè. Ăn hết vụ rồi đó. Đó là lần trước quay nước ngập đó bạn. Này xuống tiếp tục là trồng ớt nữa nè. Ủa bên đây bại hết ha. Ăn sớm vụ rồi. Sớm vụ rồi đó. Bên đây nước ngập được đó quay nè bạn. Này bại hết rồi. Đây đang pha nè bạn. Thì cũng mấy loại. Nói chung là trồng 4 năm ngày thì pha chỉ 4 năm loại mà. Đây. Còn tốt. Cái gì đây? Arsen. Này nhiêu? Nửa tháng gì hay là nó bình của muỗng. Bình muỗng các bạn. Arsen, bình muỗng nè. Mạnh như tia chớp, ngừa bỏ chỉ của hút gì đó mà. Còn đây là con cát. Rải. Tiêm vaccine. Đó, này thẻ các bạn. Atonis thì cũng một thẻ luôn. Này thuốc trị sâu. Một thẻ. Đặc trị sâu tơ, sâu xanh, sâu hoang. Ba cái này thì cái thẻ nha các nhà. Chia thành 3 bình. Còn này là gì đây? Mặt trời vậy nè. Này chia làm 3 nha các nhà. Bữa nay xuống đuôi cồn. Lâu xuống đuôi cồn bữa. Vua mặt trời. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Mấy mũ? Bệnh mũ. Đó này chia làm 3 bình nha các nhà. Bệnh mũ. Vua bạc chòi mầm cọc lớn lá bung đọt nó để chòi nè bạn. Này dạng là kích thôi bạn. Cái rễ cực mạnh. Thúc đẩy phân nè. Rất là nhiều công dụng nha cả nhà. Chạy to nặng ký bóng đẹp nè. Thành phần này chủ yếu là này là phân. Hỗn hợp phân bó lá. Cả nhà cùng tham khảo. Này là gì? Sạc hay gì? Sạc. 25 hay gì? 20. Sẹt 20 thôi nha các bạn. Công thức có nhiều đó bạn ạ. Bây giờ bắt đầu mình pha vô bình. Bình này 25 lít rồi. Bình này 25 lít. Đấy, cho các bạn cùng xem nha. Cùng xem. Đây là xịt. Đang xịt phun cho ớt giai đoạn 4 ngày các bạn. Thì công thức thuốc thì chỉ có mấy loại đó. Mình có chia sẻ cho các bạn rồi đó. Thì nói chung là mỗi người thì mỗi kỹ thuật cũng như là biện pháp công thức cách trồng và xử lý khác nhau, thì chia sẻ cho các bạn, cho các bạn cùng tham khảo. Các bạn thấy cái nào hay thì mình áp dụng, còn các bạn nào muốn tư vấn về kỹ thuật thì cứ lòng comment bình luận, liên kết bạn Facebook trên dưới phần mô tả, thì có gì thì có anh cũng sẽ chia sẻ. Nói chung là chia sẻ cho các bạn cùng biết rồi cái nào mình hay thì mình áp dụng thôi. Đó, thì video thì cũng chia sẻ cho các bạn, nói chung là công thức thuốc, cách trồng, chăm sóc, bón phân trên ớt trong từng giai đoạn. Thì cái nào hay thì các bạn cứ áp dụng. Thì em thì chủ yếu là em đi quay và chia sẻ công thức của mọi người thôi. Nói chung là ăn cắp công thức của người ta để quay để làm video cho mình. Đó. Thì cho cả nhà cùng xem. Thì anh em nào thấy hay thì áp dụng. Các bạn nào muốn tư vấn, hỗ trợ giống thuốc gì mua không có đó, thì cứ cũng liên hệ với mình luôn, mình sẽ tư vấn hỗ trợ cho các bạn về thuốc đó cũng như giống luôn. Các bạn nào cần giống thì cứ liên hệ mình, giống An Phú Nông 139 đó. Thì cái nào cần thì các bạn cứ liên hệ ha. Thì video quay và chia sẻ cho các bạn về ớt đây là hết các bạn. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn thấy kênh hay và thích thì cho một like, một đăng ký, chia sẻ video ha, để con được làm video cho quý anh chị và các bạn xem tiếp tục. Rồi, chào quý anh chị và các bạn. Chúc bạn ngày mới thật nhiều niềm vui. Cái này cũng trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.